Lần đầu được mời ăn sầu riêng, con khỉ có biểu cảm khiến dân mạng không nhịn được cười. Sau khi ngửi ngửi mấy cái cho đúng quy trình, đoán rằng cái món kỳ lạ này chắc cũng ăn được, nên con khỉ đồng ý ăn thử với cả một miếng to sầu riêng. Thế nhưng khi ngửi ở ngoài thì cảm thấy mùi hương dễ chịu, còn đưa vào miệng thì một mùi hương êm nồng say thức tỉnh tất cả các giác quan cùng một lúc, khiến cho con khỉ xịt keo cứng ngắc, đưa đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông như đang cầu cứu. Vì không biết bây giờ nên nhả ra hay là nên nuốt vào. Nhả ra thì có lỗi với khách tham quan, còn nuốt vô thì có lỗi với bản thân mình. Thế nên miếng sầu riêng cứ dính lại nơi bờ môi gợi cảm ấy. Thậm chí con khỉ còn không dám ngậm miệng lại vì sợ cái thứ nhão nhuyết, nồng nàn này dính tùm lum. Do cái miệng đang dính sầu riêng, nhả ra không được, nuốt cũng chẳng xong. Trên tay lại cầm thứ trái khác ngon gấp ngàn lần, nên con khỉ chỉ biết đưa lên nhìn thèm thuồng trong bất lực. Cắn ra hoài không biết phải giải quyết làm sao. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã một phen cười lăn cười lộn trước biểu cảm hết sức hài hước của con khỉ khi lần đầu tiên được trải nghiệm mùi vị đậm đà trứ danh của vua các loài trái cây. Một số bình luận được mọi người để lại: nhả ra sợ bạn buồn mà nuốt vào thì lại không trôi, người ta ăn đắng cay chua chát quen rồi, miếng này ngọt quá ăn không có quen, nhăn hết cả mặt rồi, chịu không nổi nữa mà bạn cứ bắt mình phải ăn. Ẻm này hiền đấy, nhiều con không vừa ý là la làng, nhảy tưng tưng mở giao tranh luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.